ở sau núi cửu hòa sơn có một nhà sư trẻ bước tới người đó cưỡi còn quái thú đi mèn theo con đường nhỏ dọc bờ sông phía trước có một đồi chìm bấy lường dán đường đó là đôi gà vàng sống đã được ngàn năm ở trên vách đá cửu tử vì hòa thượng này tên gọi là kim kiều giác 11 tuổi đã xuất già làm tăng nghe nói Người này là địa tạng Giáng sinh Mới cưỡi quái vật Qua đường biển tới cử hoa sơn Còn quái thú đó Không phải con gì khác Mà tên gọi là độc giác thiểm điện thú Con thú chấp điện một sần, Tục gọi là tứ bất tường Nhìn được xà Chạy được nhanh Tất cả các loài giả thú Đều phải sợ nó Cho nên cưỡi nó đi Thường để phòng địch Hôm ấy kim địa tạng theo kim kề đến cửu tử nhài vừa nhìn đã thấy đây quả là nơi tu hành rất tốt kim địa tạng vừa đi vừa nhìn không ngớt lời khen khi kim địa tạng vừa đặt chân lên một tảng đá lớn còn chưa đứng vững đã nghe một tiếng nổ vang trời núi sập lở xuống một nửa kim kề sợ quá bay mất một con còn một con thì có đầu rụt lại Đọc giác thú rác tình nhanh Không chờ kim địa tạng rơi xuống chân núi Đã vội vàng chạy tới trước mặt Phò kim địa tạng bay vút lên trời Trong nháy mắt đã tới thiên đài Chưa đặt chân xuống đất Đột nhiên gió yêu quái nổi dậy khắp bốn phương Mây đèn ngít trời, cát bay đá chạy, sương mù đen kịch từng lớp. Kim địa tạng đã phát hiện ở trên vách đá, có một hàng núi lóe sáng. Độc giác thú liền chui vào trong hàng đặt chân. Trong hàng có một chiếc đài đá, sáng lạng đường hoàng. Hàng tuy là không to, nhưng quả là nơi tránh gió trú mưa tốt. Người lấy từ trong túi quyển kinh, rồi khoanh tay lại, nhắm mắt đọc kinh. Cứu tôi với! cứu tôi cứu tôi đầu nhiên từ nơi xa truyền lại tiếng kêu cứu liền theo sau đó là tiếng gió thổi hổ gào kinh thiền trời đất kiếm địa tạng vội vàng ra khỏi đồng nhìn về phía có tiếng hổ gào thấy ở trên núi trước mặt có một con mảnh hổ đuổi theo một đứa trẻ con người xuất gia làm gì có đạo lý nhìn thấy người sắp chết mà không cứu. Nghĩ đến đây, Kim Địa Tạng lập tức kẹp chặt hai chân vào lưng thủ và nói rằng Đuổi theo! Thú Mộc sần lập tức tung bốn vó bay lên trên không trung nhưng người cưỡi mây đạp sương mù đuổi theo mảnh hổ. Lúc này đứa trẻ chạy thuộc mạng ở phía trước Mảnh hổ đuổi sát theo sau. Mắt nhìn Kim Địa Tạng thấy đứa trẻ sắp bị ăn thịt liền từ trên thú một sần nhảy xuống và nói Bắt con hổ dẫn lại gặp ta. Thú một sần liền nhắm thẳng mảnh hổ xong tới. Một người hai thú chạy thành một sợi chỉ. Đứa trẻ bị mảnh hổ đuổi đến mức mềm mạc, phải chuyển hướng. Lại nhìn thấy con quái thú một sần, cũng đuổi gấp, thật là sợ hết hồn, hết vía. Chạy quanh mãi, bỗng trước mắt, xuất hiện một bức tường đá, chặn mắt đường đi. Mạnh hổ há hốc mồm to tướng, đó lòm đầy máu chạy tới. Đứa trẻ sắp rơi vào miệng hổ, bóng một luồng chớp sáng. Độc giác thú uống mình. Mạnh hổ vốn chăn còi độc giác thú ra gì. Miệng hoát rộng, gào to một tiếng, xô tới vào. Độc giác thú hơi né mình sang một phía, khiến cho hổ vồ không trúng. Đứa bé sợ quá, đến mức không biết tiến lên hay lùi xuống. Lúc này từ bức tường đá, bỗng nhiên xuất hiện một cửa hàng. Đứa trẻ vội vàng nấp vào trong đó. Mảnh hổ nhìn thấy, lại sợ mắt miếng mồi đã kề tăng miệng. Cũng lùi vào trong hàng theo đứa bé. Không chui vào hàng thì thôi. Vừa chui vào thì mảnh hổ đã sợ hãi. Chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng chiếu thẳng làm cho mảnh hổ không thể nào đông đầy được. Hóa ra là kim địa tạng đã chờ sẵn ở trong hàng. Kim địa tạng phát áo cà sa, nhìn vào mảnh hổ mà nói rằng Nghiệt súc to gan, cơ sao dám giết hại mạng người chứ? Lại có một đạo hào quang vàng chói chiếu thẳng vào mảnh hổ. Một tiếng thét lạ lùng, con mảnh hổ long vàng vừa nhảy nhót dữ tợn bỗng chốc đã biến thành một con hổ đá, vĩnh viễn không động đậy được nữa. Đứa bé nhìn thấy rõ ràng, hiểu rõ sự việc, quỳ xuống trước mặt địa tạng, vái lại ngài. Kim địa tạng nhắm chặt đôi mắt và nói A à, di đà Phật Về nhà đi thôi Đứa bé nói Thành tâm tu hành Không kể lớn bé Một ngày sư phụ không bằng lòng Thì một ngày đầu đệ con không dám đứng dậy. Kim địa tạng trả lời. Cứ xếp bằng ngồi trước mặt hậu đá. Người chỉ nhắm mắt khoanh tay, miệng đọc chân kinh. Đứa bé đã quỳ suốt ba ngày ba đêm. Không một lời kêu khổ. Kim địa tạng thấy đứa bé có tấm lòng thành, nên mở miệng nói. Tuổi nhỏ lòng thành, ta nhận làm học trò đó. Hãy đứng dậy đi. Địa tạng nhìn thấy đứa bé, mặt mày đoan chánh, đôi mắt có thần cho nên đạt pháp dành cho nó là đạo mình. Đứa bé vui mừng liền sập lầy. Đứa bé này không phải ai khác. Đó chính là con trai đại tài chủ Mẫn Công ở cửu Hòa Sơn. Đó là đầu đệ đầu tiên mà Kim Địa Tạng thu nhận ở cửu Hòa Sơn. Sau khi Kim Địa Tạng thu nhận đạo mình, thấy đầu đệ này rất nghe lời, trong lòng rất vui mừng. Hôm đó, người căn dặn đạo mình không được ra ngoài, phải trồng còi ở trong hàng, tính tầm dưỡng tính, rồi người xuống núi hóa duyên, chuẩn bị xây chùa. Kiếm địa tạng khóa cáo cà sa, vừa ra khỏi hàng đã, đang định xuống núi, thì có một ông lão bước thẳng tới, còng lừng vái lại nói, Xin hỏi sư phụ, có nhìn thấy một đứa bé mặt tròn mắt to không? Kim Địa Tạng nhìn thấy ông lão mặc lụa đeo vàng, biết ngày là người giàu có, liền chắp tay trả lời. A à, di đà Phật, tìm nó có việc chi không? Chẳng phải là sư phụ đã nhìn thấy nó rồi ư, ừ. nó là con trai của tôi, mấy ngày rồi nó chưa về, làm tôi lo sợ muốn chết đây này. Xin hỏi sư phụ, Hiện nay cháu nó ở đâu? Kim Địa Tạng nói. Đang ở trong hàng. Mẫn công hỏi. Tại sao không ra ngoài? Vì cháu đã xuất gia theo bằng tăng. Xuất gia ư? Mẫn công nghe thấy. Vô cùng tức giận. Nói. Tôi chỉ có một đứa con trai. Chỉ dựa vào nó để kế truyền nội giống. Sao có thể xuất gia được? mong cầu sư phụ hãy tha cho con trai tôi về mãn công nói xong vái lại liên tục kim địa tàng nói à di đà phật bây giờ ông bắt nó trở về e rằng nó cũng không có về đâu mãn công vội lục cục quỳ xuống trước mặt địa tàng van xin Còn tôi còn bé nó không thể xuất gia được tôi muốn con trai tôi trở về sau đó, ông cậu hướng vào trong hàng, gọi to. Con ơi, về nhà với cha đi. Đôi mắt của mẹ con khóc sắp mù rồi. Con ơi, có lẽ nào, ngay đến cả gia đình của con, cô cũng không cần nữa sao? Cha vàng con, con hãy trở về nhà cùng với cha đi. Đào mình ở trong hàng, nghe thế rất đau lòng liền bước ra cửa hàng, quỳ xuống trước mặt người cha, đem chuyện gặp hổ được sư phụ cứu thoát. Trước sau kể hết một lượt, lại nói rõ đã xuất già nên không muốn về nhà nữa. Mắng công biết con trai mình là một người nói một không hai, liền lại quỳ xuống, gặp đầu vái lại kim địa tạng. Đại ân của sư phụ, cứu sống con trai của tôi, tôi quyết không dám quên. Cuối mong sư phụ đại từ đại bi Tha cho con trai tôi trở về nhà Sư phụ cần gì Tôi xin có nấy Kim Đề Tàng nói a à, di đà Phật Tôi đã là người tu hành Không cần cái gì cả Chỉ muốn bự ở quý sơn đầy Một miếng đất để dựng chùa Đã là mãn nguyện lắm Mãn công nói Dạ được, được. Ơn cứu sống con trai tôi của ân sư. Đã không biết đền đáp như thế nào đây. Đừng nói một miếng đất. Dù có cần trăm miếng, ngàn miếng đi nữa, cũng xin tùy ý ân sư. 99 ngọn núi này đều thuộc tôi quản lý. Ân sư nhìn ưng chỗ nào, cần bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu. Kim Địa Tàng nói, Tôi chỉ cần một mảnh đất bằng chiếc áo cà sa thôi. Mảnh đất bằng chiếc áo cà sa thôi ư? Áo cà sa to được bao nhiêu? Ít ỏi quá, để tội dẫn ân sư đi. À di đà Phật. Kim Địa Tạng đứng lên. Trước mặt tự nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng. Người đi theo luồng ánh sáng ấy, mắn công đi theo sau. Họ lên tới đầu ngọn núi. Nhìn thấy luồng ánh sáng, vòng quanh đầu núi một vòng. Tiếp sau đó, tòa ánh sáng hào quang rực rỡ. Kim Địa Tạng cho rằng, đây là thần linh tái hiện, đó là mảnh đất quý báu, liền luôn miệng niệm. Nam Mô A Di Đà Phật Rồi hướng về bốn phương, vái lại liền liền. Trái lại, mắng còng lại không nhìn thấy, chỉ thấy Kim Địa Tạng, vái lại tứ phương cảm thấy rất kỳ quái. Trong lòng nghĩ rằng, có lẽ nào sư phụ nhìn thấy, có vẻ hơi nhỏ một tí chẳng. Tức thì liền nói với địa tạng. Thưa ân sư, ngọn núi này hơi bé quá phải không? Không bé, không bé. Kim địa tạng lại hỏi. Nơi đây tên gọi là chi? Mãn Công nói dạ nơi đây núi hoang ngọn nhỏ làm gì có tên vừa ban nãy tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng vậy đặt tên là thần quan lĩnh được không thần quan lĩnh à thế những ngọn núi nhỏ này đã mấy đời nay chúng tôi đều không để ý tới cũng chưa hề nhìn thấy thần quan thế nhưng ở đây không được rộng lắm tôi nghĩ có lẽ ăn sư nên chọn mảnh đất khác thì tốt hơn Kim Địa Tàng nói Đây là thần quan bảo địa Hay là thí chủ còn có chút luyến tiếc chăng Mắng còng vội nói Ăn sư nói điều gì lạ thế chứ Không phải là tôi luyến tiếc đâu Nếu trào ngọn núi nhỏ bé này cho ăn sư Quá thật là tôi rất ai nấy đó Những chỗ tốt đẹp hơn nơi đây Còn rất là nhiều vì sao ăn sư lại chỉ thích chỗ này thôi Có lẽ nào ăn sư thật lòng Chỉ muốn một mảnh đất Bằng một áo cà sa Kim Địa Tàng nói Bằng Tàng nói lời thật đó Vâng được Xin tôi nghĩ ân sư Chỉ cần mảnh đất bằng một áo cà sa Nhiều hơn một chút Cũng không cần Kim Địa Tàng vừa nói Vừa trải chiếc áo cà sa xuống văng mình một cái áo bay lên không trung cà sa lập tức biến thành cái võng trời bỗng chốc chụp kính hết cả 90 ngọn núi lại còn chụp thêm cả một nửa thành thành giường thành hoàng lão già nhìn thấy ánh sáng thần chiếu tới sợ quá phải chạy ra ngoài thành cho nên miếu thành hoàng của thành giường ở ngoài thành là vì lẽ đó ngọn thần hoàng cũng thành tên từ đó Mãn còng nhìn thấy kim địa tạng phật pháp vô biên, vội vã sập quỳ xuống đất, vái lại nói: "Ân sư bề trên, xin nhận của đồ đệ một vái. khẩn cầu sư phụ thu nhận con làm đồ đệ. Và như thế, Mãn Công đã là đồ đệ thứ hai của ngài. Tiền tiến sờn mồn ví trưởng lão, cho nên Mãn Công đã gọi con trai của mình là sư Huỳnh để cho nó đứng bên trái. Mãn còng là sư đệ, đứng bên phải kiềm địa tạng. Các cư sĩ lên núi gặp kim địa tạng. Thấy ngài ở hàng đá, nuốt đất trắng, ăn bọc vàng. Từ nơi xa xôi vàng dặm đến khổ tù ở cửu Hoa Sơn. Về nhà cúng đềm cúng hết vàng bạc, cùng hợp lực với mãn còng, xây nên chùa hóa thành. Bắt đầu từ đó, cửu Hoa Sơn đã trở thành địa tạng đạo tràng biến thành thánh địa của phật giáo ở cửa hoa sơn chùa miếu mọc lên nhiều như cây rừng tăng ni có hàng ngàn hương khói nghiền ngút quanh năm không tắt cho nên còn có tên gọi là nước phật liên hoa tức là hoa sen của nước phật